không khí Vinstorm đang tràn nhập khắp mọi nơi tại Học viện Ngân hàng, qua các panel outreach hay qua sắc áo đỏ của bạn tình nguyện viên đi tuyên truyền, qua các avatar cover được truyền thông trên mạng xã hội và những thông tin, những sự kiện về chương trình liên tục được update với tất cả các bạn sinh viên trong toàn học viện. Và để biết thêm được một số thông tin về chương trình, chúng ta hãy cùng gặp gỡ chị Kiều Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Sinh viên và đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức của chương trình kỳ này. Chào chị ạ, cảm ơn chị ngày hôm nay đã bớt chút thời gian tham dự buổi phỏng vấn ạ. Được biết, ngày hội hiến máu toàn trường là một trong những sự kiện nổi bật của phong trào thanh niên. Vậy chị có thể giúp các bạn ở đây được biết cái mục đích và ý nghĩa thiết thực của chương trình lần này không ạ? Lần đầu tiên thì cũng thay mặt cho ban tổ chức chương trình gửi lời cảm ơn đến các bạn đã tổ chức buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hôm nay thì chị cũng rất là vinh dự và cũng nói thật là cũng rất là tự hào vì được đại diện cho toàn bộ ban tổ chức để trả lời buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Về mục đích và ý nghĩa của chương trình thì như các em đều được biết đấy, thì cái việc hiến máu nhân đạo nó lại đã là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam ta từ xưa đến nay. Như các cụ ta thường nói, thương người như thể thương thân, thì với cái mục đích là cùng nhau tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và nhằm nâng cao ý thức về tính nhân đạo cao cả trong việc hiến máu tình nguyện cứu người trong mỗi con người và đặc biệt là trong tầng lớp sinh viên và trong tầng lớp thế hệ trẻ. Thì cũng không ngoài mục đích đấy thì Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng kết hợp cùng với Viện Huyết học Truyền máu cũng như là dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy ban giám đốc, thì Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng tổ chức chương trình hiến máu toàn trường nó hàng năm. Thường thì mỗi năm thì sẽ tổ chức từ ít nhất 2 đợt và đầu năm và cuối năm. Và cái đơn vị thực hiện và cái đơn vị chủ đạo trong cái việc thực hiện cũng như vận động tuyên truyền đó là đội sinh viên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo. Đây cũng là một trong những cái câu lạc bộ nổi bật của Học viện Ngân hàng. Trong cái số 19 câu lạc bộ như các em đã được biết thì đội sinh viên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo đã thực hiện những cái chương trình hiến máu từ trước đến nay rất là thành công. Và đặc biệt là trong cái lễ hội Xuân Hồng cũng như là trong cái chương trình Just Day cũng như là cái chương trình Vinstorm 7 đúng không? Thì chúng ta cũng đã huy động tổ chức được cả một cái chương trình hội trại rất là lớn và thu hút được hàng ngàn các bạn sinh viên, không chỉ sinh viên Học viện Ngân hàng mà còn sinh viên của ngoài trường cũng như là những người lân cận, những người dân trên địa bàn của quận Đống Đa cũng tham gia rất là nhiệt tình. Và với cái mục đích ý nghĩa của chương trình như vậy thì Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng cũng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy ban giám đốc thì cũng chỉ đạo câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo tổ chức cái Vinstorm 8 lần này và cũng mong rằng là nó sẽ thu hút được nhiều bạn sinh viên tham gia cũng như là những đông đảo người dân tham gia của chương trình này. Với những cái chủ đề ý nghĩa và những sự kiện như vậy thì chị kỳ vọng như thế nào về sự thành công của chương trình hôm nay ạ? Mỗi năm Vinstorm mỗi năm thì đều có một chủ đề riêng và một cái thông điệp riêng. Và với cái chủ đề của năm nay là trở về tuổi thơ thì rất là nhiều người cũng đã hỏi chị là tại sao Vinstorm năm nay lại lấy một cái chủ đề như vậy. Thì sau khi ban tổ chức cũng như trao đổi cùng với Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng cũng như các bạn bên câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vận động hiến máu trao đổi với nhau thì cũng mỗi năm đã là một chủ đề khác nhau, thì riêng đối với năm nay thì chọn cái chủ đề trở về tuổi thơ. Vì sao? Vì thứ nhất là ai cũng có một tuổi thơ rất là tươi đẹp và cũng đều có một cái tuổi thơ rất là sống trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tuy nhiên không phải bạn trẻ nào cũng được may mắn sống trong một cái tuổi thơ yên bình như vậy, mà có rất nhiều các bạn trẻ phải sống trong một cái tuổi thơ rất là khá là khốc liệt, chiến đấu với bệnh tật và đặc biệt là những cái bệnh khi mà các bạn của câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo tham gia các hoạt động tại viện nhi cũng như viện huyết học thì các bạn trực tiếp được gặp cũng như là được sống cùng với những đứa trẻ mà thiếu thốn và có một cái tuổi thơ không yên bình cho lắm, thì các bạn ấy cảm thấy rằng là cái việc lấy chủ đề trở về tuổi thơ nó là một cái việc rất là ý nghĩa. Và đây cũng là một phần nào hỗ trợ cũng như giúp đỡ những trẻ em nghèo cũng như là những cái trẻ em mà có hoàn cảnh khó khăn và mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Một phần nào đó thì chính vì thế mà Hội Sinh viên và cũng như là câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vận động hiến máu quyết định là chọn cái chủ đề trở về tuổi thơ. Ngoài ra thì với cái thông điệp của năm nay đó là giọt máu đào treo sự sống, thì một phần nào đó cũng nói lên cái mong muốn cũng như là cái những cái điều mà ban tổ chức muốn làm được trong cái năm nay.
và cũng không nằm ngoài kỳ vọng thì tất cả những cái chương trình Vincom từ những năm trước thì đều thu được cái số lượng máu khá là lớn và hội sinh viên ở Viện Ngân hàng cũng như là câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo thì là một trong những cái đơn vị đi đầu trong cái việc vận động hiến máu nhân đạo của Viện Huyết học. Thế nên là cũng không nằm ngoài kỳ vọng đấy, thì năm nay chị cũng hy vọng cũng như ban tổ chức cũng kỳ vọng vào cái chương trình này sẽ thu được một số lượng máu lớn, bởi vì như các bạn được biết thì như buổi họp gần đây nhất của Viện Huyết học thì chúng ta cũng được biết là hiện nay thì cái lượng máu O và lượng máu A đúng rồi đang thiếu rất là trầm trọng. Thế nên là và năm nay thì ngoài cái kỳ vọng là chúng ta sẽ thu được số lượng máu lớn thì chị cũng như ban tổ chức cũng mong rằng là những cái bạn sinh viên có nhóm máu A và nhóm máu O thì cũng sẽ nhiệt tình tham gia và hiến máu để mà một phần nào đó hỗ trợ cho những cái bạn trẻ nghèo và những cái bạn trẻ đang mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo cần lượng máu này. Vâng, cảm ơn chị với những mục đích và ý nghĩa như vậy và cũng như là những lời nhắn của chị thì chị có thể muốn gửi gắm điều gì đó đến các bạn sinh viên đang xem được không ạ? Thay mặt cho ban tổ chức cũng như thay mặt cho hội sinh viên cũng như là các bạn câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vận động hiến máu thì cũng rất là mong các bạn sinh viên ở Viện Ngân hàng của chúng ta từ xưa đến nay đều là những người học tập rất là tốt và rất là năng động trong mọi hoạt động, thì cũng mong rằng ngoài những cái năng động và những cái học tập chuyên cần thì chúng ta sẽ trở thành những con người hết sức nhân đạo và các bạn sẽ tham gia nhiệt tình cái hoạt động hiến máu cứu người lần này. Và em xin một lần nữa xin cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị hôm nay đã bớt chút thời gian tham dự buổi phỏng vấn. Chúc chị sẽ luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Rất là cảm ơn tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, thì nhạc sĩ chị Thu Sơn cũng đã từng viết: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Vâng, gió sẽ cuốn những tấm lòng thơm thảo, gieo tình yêu sâu sắc khắp muôn nơi. Và các bạn sinh viên, chúng ta hãy thả tấm lòng mình theo gió, để tất cả mọi người có thể cảm nhận được tình yêu trong cuộc sống. Và những giọt máu nào, những giọt máu đào này sẽ chia sẻ được đến với tất cả mọi người trong cộng đồng. Xin chào tất cả bạn.